Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bài viết của luật sư Ngô Ngọc Trai gửi cho BBC từ Hà Nội. Có thể nói, quan điểm đường lối kết tội vụ Hồ Duy Hải là một lề lối giải quyết án có tính chất khung, có thể áp dụng trong nhiều vụ án khác. Cho nên, nếu nói Hồ Duy Hải bị oan thì chính cái lề lối nhận thức và lối làm án là gây oan cho Hồ Duy Hải. Ở đây, cần thừa nhận một điều là Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao gồm những người có chuyên môn kinh nghiệm xét xử có thể đã thật sự tin rằng việc kết án Hồ Duy Hải là có tội, đúng đắn, công lý. Các thẩm phán đó đã hằn sâu nhận thức về một đường lối làm án. Một lề lối nhận thức cũ mòn đã thành thói quen. Họ không thấy có vấn đề gì với cung cách đánh giá, chứng cứ và kết án như vậy. Hồ sơ vụ án khi chuyển đến sẽ được thẩm phán nghiên cứu trong vài tháng. Khi thấy rằng có nhiều lời khai nhận tội và mọi thứ phù hợp với nhau, thì khi đó đã tạo thành niềm tin nội tâm ở thẩm phán rằng bị cáo có tội. Và giờ đây, những người muốn cứu Hồ Duy Hải thì phải cứu bằng cách nào? Làm sao để vượt qua được nhận thức đã thành nếp của các thẩm phán? Chỉ có một cách, đó là nâng cao tiêu chuẩn xét xử, tức là đòi hỏi phải nâng cao điều kiện cơ sở kết tội, nhất là án tử hình. Yêu cầu phải xác lập được những cơ sở vững chắc cho việc kết tội. Bằng cách đó, một mặt sẽ giữ được thể diện cho ngành tòa án, động viên cho rằng việc kết tội như đã làm là không sai với những gì đã là truyền thống lâu nay. Từ đó, tạo khả năng chấp thuận về việc thảo luận và xây dựng một tiêu chuẩn cao hơn cho việc xét xử. Khi không bị quy trách nhiệm, người ta mới có lý do cho sự hợp tác thay đổi. Rõ ràng là những tiêu chuẩn, quy chuẩn xét xử, lề lối làm án lâu nay tương thích với một giai đoạn chính quyền chuyên chính, xã hội tương đối lạc hậu, thì cái quy trình tiêu chuẩn đó có môi trường không gian để tồn tại. Nhưng khi đời sống kinh tế xã hội đã phát triển, trình độ nhận thức của người dân đã tiến bộ. Người dân có ý thức về an ninh, an toàn cá nhân và nhu cầu về công lý xã hội thì sẽ đặt ra đòi hỏi cao hơn ở phía quản lý nhà nước nói chung và công tác xét xử nói riêng. Không nhận thức ra điều đó, ngành tòa án sẽ lưu giữ những lạc hậu và hành xử lạc điệu với tiến bộ xã hội. Trong vụ Hồ Duy Hải, đúng ra cần phải có chứng cứ vật chứng, hay nói như ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, là phải có chứng cứ trực tiếp mới đảm bảo cơ hội để kết tội. Ví như, đúng ra phải cho chứng cứ về vết máu của nạn nhân tìm thấy trên người Hồ Duy Hải, tài sản bị cướp của nạn nhân tìm thấy ở nhà Hải, dấu vân tay của Hải có trong công cụ phương tiện gây án. Hay như phát hiện mẫu máu của Hồ Duy Hải ở hiện trường, hoặc có nhân chứng nhận ra Hồ Duy Hải hay các dữ liệu camera thu được cho thấy Hồ Duy Hải ở hiện trường, rời khỏi hiện trường, vân vân. Nếu không có các chứng cứ đó thì không thể kết tội. Thực tế trong vụ án này, chỉ có các chứng cứ lời khai gián tiếp. Tòa án dựa vào những cơ sở căn cứ yếu đó để kết tội khiến dư luận hồ nghi. Việc nâng cao chuẩn mực xét xử, đòi hỏi nâng cao trí thức xét xử và trí thức xét xử là một vấn đề của ngành tòa án lâu nay. Phía tòa án cho rằng, Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội và những lời khai này phù hợp với các chứng cứ khác. Nếu không phải là thủ phạm thì không thể biết được. Nhưng thật ra, đó chỉ là 25 biên bản ghi chép lời khai có chữ ký của Hồ Duy Hải mà thôi. Những bản ghi chép đó là những tài liệu sơ cứng khác
hoàn toàn với lời khai báo tai nghe mắt thấy, trực quan sinh động. Các bản ghi chép lời khai đã qua sự sàng lọc và tác động bởi ý chí nhận thức của các nhân viên điều tra nên thành ra sẽ rất khác với lời khai báo thực tế của bị cáo. Hiện nay, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới đã quy định phải ghi âm, ghi hình khi hỏi cung. Điều đó mới tạo ra chứng cứ đúng như nguyên nghĩa về lời khai nhận tội. Đó là lời nói có âm thanh, có hình ảnh, nét mặt, cử chỉ, dáng điệu. Cho nên, cái gọi là lời khai nhận tội lâu nay, nếu là người nước ngoài thì họ sẽ tưởng là lời nói nhận tội. Nhưng ở Việt Nam, thật ra đó chỉ là các tờ giấy có chữ ký của bị can mà thôi. Mặt khác, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Và không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Tức là pháp luật dựa trên kinh nghiệm tư pháp thế giới đã yêu cầu và nghi ngờ dè chừng với những lời nhận tội của bị cáo. Vậy, 25 lời khai nhận tội kia cứ cho là phù hợp với các nhân chứng khác trong vụ án thì nó cũng chỉ là một chứng cứ buộc tội duy nhất mà thôi. Và theo luật thì không được sử dụng lời nhận tội bằng chứng duy nhất để kết tội. Vậy, trong vụ án còn có chứng cứ buộc tội nào khác không? Tôi thấy là không. Vì ngoài chứng cứ lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải, thì thấy có một nhân chứng khi đến giao dịch buổi tối hôm đó, có thấy một thanh niên ngồi ở hàng ghế chờ, ngồi nghịch điện thoại, nhưng người đó không quen và không thể khẳng định đó đúng là Hồ Duy Hải. Hoặc đống tro than đốt ở vườn nhà dì của Hải cũng chỉ giám định ra có dấu vết của nhựa và vải. Kết quả giám định không khẳng định đó đúng là các kho sim điện thoại bị lấy mất. Tụ chung lại vụ án chỉ có lời khai nhận tội và đánh giá chặt chẽ thì không đủ điều kiện để kết tội theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Luật Hình Sự hiện nay. Cho nên, việc nâng chuẩn xét xử giản dị cũng chỉ là đòi hỏi ngành tòa án phải áp dụng chặt chẽ đúng quy định pháp luật đã có, nhiều lạc hậu. Để ý thì thấy, ngành tòa án lâu nay có cung cách làm việc sáo mòn đơn điệu, các đánh giá phán quyết chỉ xung quanh các yếu tố về chứng cứ và điều luật. Trong khi lại rất thiếu các lý lẽ biện giải có tính chất triết lý mà qua đó người dân mong muốn mình bị thuyết phục để rồi đặt để niềm tin công lý vào tầm cỡ của tòa án. Vụ án Hồ Duy Hải liên quan tới cái chết của hai cô gái và một bản án tử hình nỗi đau quá lớn, đụng chạm tới lương tâm xã hội và chứa đựng trong đó các vấn đề triết lý nhân bản sâu xa. Từ đó đặt ra đòi hỏi về sự xác quyết, nhận thức chân lý và thiết lập lại hệ thống quy định pháp luật. Nhưng cách xử lý của tòa án lại không đáp ứng được kỳ vọng cảm thức, công lý của dân chúng. Cũng không có gì cho thấy ngành tòa án nhận ra vấn đề nội tại của mình và có kế hoạch cải thiện năng lượng, khắc phục sự lạc điệu, đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Tới nay, việc xử lý vụ Hồ Duy Hải tiếp theo thế nào sẽ cho thấy các cơ quan nhà nước muốn làm gì với nền tư pháp. Nếu họ thấy mọi thứ vẫn ổn, sẽ không có gì thay đổi đối với bản án của Hồ Duy Hải. Còn nếu vì xét đến cảm thức công lý của dân chúng, các cơ quan sẽ phải đánh giá lại vụ Hồ Duy Hải. Chỉ có một con đường duy nhất để làm việc, đó là đòi hỏi phải có bằng chứng vững chắc hơn trong việc kết tội. Nói cách khác là nâng cao tiêu chuẩn xét xử và đặt ra những cải cách sâu rộng đối với ngành tòa án. Bài viết thể hiện ý kiến và lối hành văn riêng của luật sư Ngô Ngọc Trai gửi cho BBC Tiếng Việt từ Hà Nội. Mình xin tạm dừng video tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Xin chân thành cảm tạ.